Dạ rồi, con chào cô nha. Dạ vâng, cô cho con xin phép được hỏi cô tên là gì và đến từ đâu? Dạ, cô tên là Nguyễn Thị Vân. Cô từ số nhà là 13B, tổ 21A, khu phố 2, Việt Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cô nói lớn lên giúp con ha. Dạ. Hôm nay cô về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải, Bình Dương giúp cô vụ việc gì? Hôm nay cô về đội hiệp sĩ Bình Dương, anh Nguyễn Thanh Hải và đồng đội giúp cô tìm giúp em trai cô tên là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1963, đi lạc và tự vô ý bỏ nhà đi từ ngày 16 tháng 12 năm 2016. Dạ. Mà đến cái địa bàn đó là phường Thạnh Lộc. Bỏ đi từ năm 2016 ạ cô. Đến từ địa bàn phường Thạnh Lộc thì cô đã thăm dò các tỉnh các nơi hết rồi. Thành ra chỉ có người dân ở phường Thành Lộc nhìn cái hình của em cô là nói ông này ông ở đây nè, xung quanh ở phòng địa bàn này thôi. Dạ. Sáng là ông đi có một người chở ông đi làm, rồi chiều chở về vui vào nhà trọ. Dạ. À. Bây giờ cô cho con hỏi này, trong quá trình á, từ năm 16 năm nay năm 23 rồi đó, rất lâu rồi, mình có tin tức gì về em trai của cô không? Có, cô vẫn đi liên lạc thường xuyên ở khu vực đó, khu vực phường Thành Lộc, quận 12. Thì người dân ở đó nói nhìn hình đó là nói ông này lãng giảng ở đây nè đó. Dạ. Vẫn sống ở đây yên tâm đi, có người lo sạch sẽ lắm. 7 năm trời rồi đó, tức là mình chỉ nghe bà con lối xóm nói thôi đúng không ạ? Đó đúng rồi, chứ mình chưa có được thấy tận chưa mắt. Thấy nếu mà thấy là cô đã đưa về. Dạ. Rồi đó. Em trai của cô có gia đình không? Em trai cô độc thân. Ồ, nhà cô đông anh chị em không ạ? Nhà cô là 14 anh em. Wow, 14 anh chị em đông ha. Vậy là em trai của cô là người thứ mấy trong gia đình? Em trai cô là người thứ năm. Người thứ năm? Theo người nam trong này thì gọi là thứ năm, chứ mà người bắc thì là thứ bốn thôi. Thứ tư ha. Thứ tư rồi. Vậy là cái lúc bỏ đi là bao nhiêu tuổi lúc cô? Lúc bỏ đi là nó 54 tuổi. 54. Và đã 7 năm rồi. Bây giờ là 61 rồi. 61. Ồ, vậy là lúc 54 tuổi là không có gia đình gì trơn ạ? Trời ơi, nhà cô là ở nhà ở là độc thân cũng nhiều lắm đó. Sao lý do sao cô? Thì tụi nó không duyên nợ gì đó. Hay là vì có một cái lý do thì không nên không lấy vợ hay sao? Đúng rồi, nhà cô nó lo cho em mà, nó lo cho một đời em đó, nó phụ mẹ cha để nuôi em mà. Vậy là các anh các chị cũng như các em của cô là có những người là chấp nhận hy sinh bản thân để mà chăm lo cho em. Cho em. Đó. Thương ha. Ừ, đó. Sớm nhưng rồi. Mà em trai của cô là có được bình thường không ha? Bình thường. Không có bệnh tật không gì. Không có bệnh gì hết. Cái chuyện mẹ cô mất rồi nó hơi sốc. Tại vì nó sống với mẹ. Rồi cái nó bị chó cắn á. Mà chó nhà cắn thì nó sợ. Em nó sợ cái bác nó đi chích ngừa đó. Nó lơ mơ. Dạ. Mất ngủ. Dạ. Cô điều trị cả năm trời đó. Dạ. Mới cái vỗ đầu của mẹ cô là nó đi lạc luôn tới giờ. Mẹ cho con xin lỗi. Con hỏi là mẹ cô sao mất cô? Mẹ cô bệnh nhiều máu cơ tim. Ơi thương dữ à. Vậy là lúc đó là cú sốc lớn với tất cả các anh chị em. Đúng rồi. Theo như cô chia sẻ thì con cảm nhận được rằng là gia đình nhà cô, các anh em của cô rất là thương nhau. Đúng. Và sống rất là tình cảm ha. Đúng rồi. Thương lắm. Thương nhau lắm. Đêm vì vậy cô khóc 7-8 năm nay, cô ngủ nào, cô đêm nào cũng nhớ nó, cô khóc. Thương, hiếm lắm. Hiếm lắm, thương lắm. Cô, con nói thật, hiếm lắm. Với có một gia đình mà anh chị em đoàn kết mà thương nhau như vậy lắm. Thương tự hết đó con, 14 còn đầy đủ hết. Một con kẹt nó bị vậy đó con. Dạ, bây giờ là tất cả mọi người đều đi kiếm mấy năm. Đi kiếm hết, chị em đi kiếm tỉnh nào, ai nói đâu cô cũng đi thầy chỗ nào ấy. Tức là cô cũng lớn á. Đi thầy gì nữa. Đi, thì đó hồi đó cô không biết mà em cô nó cũng đưa lên Zalo. Nó cũng ấy, hiệp sĩ tại Bình Dương á. Dạ. Anh Hải này cũng lâu mà sao không thấy. Đó, mình, hôm nay là cô, nó liên lạc cô, mình đừng có đi thầy nha. Đó, thì đó, cô có biết đâu, ai nói gì đó. Con nói cô nghe nè, tốn tiền hao của nha. Đôi khi thần kinh theo. Đúng rồi. Đó. Cái tâm lý mình bị ảnh hưởng ở đây. Đó, đúng rồi, con nói con. Rất nhiều các anh chị, các cô chú lớn tuổi về đây chia sẻ, nhưng mà hiếm có cái tình trạng như nhà mình lắm. Yeah. Bởi vì gia đình nhà mình, anh chị em rất là đoàn kết. Nhiều nhà, nhiều bậc làm cha, làm mẹ về đây á. Có các con đó. Nhưng mà không có được đoàn kết đâu, còn hại lẫn nhau tranh giành đất đai của cả anh nữa kìa. Thương lắm con ơi. Dạ. Nó đi mà cô không bữa nào mà ăn cơm mà cô ngon lành hết. Trước kia là có ở chung với cô không? Chung đó. Chung em nhỏ. Chị cô xin lỗi con, chứ dạ. Nó cô tắm bữa cho nó luôn á. Dạ. Thương lắm, nhau ha. Thương mà nó có chị ba cực cái em quá. Ồ nghe đã hả? Dạ. Rất là quý mấy cái tình cảm đấy ha. Cô
cô hỏi con nếu mà gia đình cô ở Phước Đức có mấy anh em nó thứ tự vậy, anh em đùm bọc lẫn nhau là một cái điều rất là quý đó. Thứ tự anh nó đi mà tụi nó khóc quá trời, cả sớm đi tìm nó con sống mà sống mà để cả sống thương là biết là sống tốt cỡ nào rồi, cả sớm đi tìm đó con. Dạ. Chứ không phải một hai người trong gia đình đâu, cả xóm đều mến nó đó. Nó dễ, con nhìn hình là con biết rồi, nó riêng lắm. Hôm nay cô về đây cả xóm cô biết không? Không, có một cháu nó cháu xóm nó chở đi đó. Cô về đây cô có hy vọng sẽ được gặp lại em của mình không? Trời, rất là hy vọng cô mới tới. Hy vọng ha. Rất là hy vọng đúng không? Trên cái video này cô có những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng gì trong suốt quá trình 7 năm trời qua cô chưa được gặp em trai mình, chưa được nghe giọng em trai mình, chưa được nhìn thấy hình hài em trai mình, thì con mời cô lên tiếng, cô tâm sự với em trai của cô đi, mời cô. Dạ. Dũng ơi, chị là chị Ba Dân của em nè, em có nhớ chị không? Cuối cùng là chị cũng thường tìm được em mà chị biết như vậy mà chị tìm không được, chị mời chị đấy lắm. Nếu mà trên video này em có nhìn hay là bạn bè nào có chia sẻ, cộng đồng mạng chia sẻ thì xin giải giúp cho đưa em Dũng về. Em nay nó cũng 60 tuổi để giúp giả ngoài đường, chị không cam tâm. Em ráng em về với gia đình cha già chờ mòn mỏi chờ em đó, em ráng em về chị. Nay ba thì 90 tuổi rồi nha. Trên video này mà em thấy mặt chị ba thì em nhớ em về nha Dũng. Dũng ơi chị nhớ em lắm, Dũng ơi chị ráng về với gia đình về nha về Dũng. Trời chị khổ lắm Dũng ơi, còn của mình em như vậy là chị cũng cam tâm đó Dũng. Về với chị nha, nhớ chị mà về nha Dũng. Tôi xin cộng đồng mạng và các cô bác anh chị em có trên cái mạng Facebook này, nếu mà nhìn được thì đưa em Dũng tôi trở về số nhà đợi tại là địa chỉ 13B khu phố 2 tổ 21A phường Hiệp Thành quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Tôi và gia đình xin cảm ơn và hậu tạ, xin giúp cho gia đình tôi đạt được sở cầu này, xin giúp cho gia đình tôi được đoàn tụ. Tôi xin chân thành cảm ơn, xin giúp cho gia đình tôi được đoàn tụ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Dạ. Thật sự cái hình ảnh của cô về đây thật sự ngay giây phút này làm bản thân con rất là xúc động, cũng như tất cả cô chú anh chị đang xem cái video này rất là xúc động và rất là thương gia đình nhà mình. Hy vọng rằng em trai của cô trong một thời gian ngắn, 1-2 ngày tới, có thể 1 tuần, 2 tuần tới, sẽ có biết một cái tin tức để mà quay trở về. Con cầu chúc, con mong rằng, hy vọng rằng có một cái phép màu để giúp cho gia đình nhà mình đoàn tụ sau quá trình 7 năm trời xa cách nhau ha. Ừ. Chắc cái cảm giác cái lúc đoàn tụ chắc là nước mắt chắc ôm nó hung quá, ôm mà ngắt ngéo nó luôn á con. Chắc là lúc đấy con sợ là cô không tin đó là sự thật nữa. Xỉu luôn đó. Dạ. Ai mà nghe gì cô cấp tốc cô đi dầu, cô cũng đi đạp xe đạp mà mấy chục cái số cô đi. Con mong sao sự thật sẽ có cái giây phút để mà gia đình nhà mình đoàn tụ bên nhau. Cô ha. Dạ, cảm ơn con. Thì con thì thay mặt đội sĩ Thanh Hải không biết nói gì hơn, chỉ cầu chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và chúc cho tất cả các anh chị em của cô luôn thương nhau, yêu nhau. Dạ. Cho dù sau này cuộc đời, cuộc sống có thế nào đi chăng nữa thì cái tình chị em, cái tình anh em vẫn gắn kết gọi là hết mức có thể với nhau ha. Và cái điều đặc biệt là cái người em trai của cô sẽ quay trở về một ngày gần nhất để còn hy vọng cái giây phút mà gia đình vỡ òa bên nhau. Trời ơi, lúc đó chị cho cô mời con luôn. Cô mời con tới mừng gia đình cô luôn. Dạ. Cho cô địa chỉ không? Dạ. Con tên gì? Dạ. Con tên gì để cô biết cái có gì của alo con tên Thành. Thành phải không? Dạ. Thành trong nhóm của hiệp sĩ. Dạ, rồi. Dạ. Dạ rồi, thì dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất là xúc động. Thật sự tới giờ phút này bản thân em vẫn cảm thấy mình có lẽ rằng là đang hơi rưng rưng nước mắt. Bởi vì cái hình ảnh của cô đây thật sự làm cho em phải xúc động cô chú anh chị ạ. Thì nếu cô chú anh chị có thấy chú như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về cái số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như là đưa chú sớm quay trở về để gia đình có một cái cuộc gọi là đoàn tụ. Còn hy vọng rằng cái chương trình này như cái chương trình chưa từng có cuộc chia ly á cô ha. Thì rất cầu mong rằng tất cả cô chú anh chị xem video này và chia sẻ lan tỏa một cách thật là mạnh mẽ để hy vọng rằng cái giây phút cả gia đình vỡ òa hạnh phúc trong cái niềm vui và gọi là quây quần với nhau được gọi là gần hơn. Ba cô mừng lắm. Dạ. Được ba cô giờ cứ là thấp thỏm chờ. Đó là cái điều có gọi là cái tâm nguyện cuối cùng của ba của đó, cô. Đó. Đúng ạ. Đó. Ba của cô năm nay nhiều tuổi chưa cô? Ba cô nay 90 rồi. Dạ. Nói chung tuổi cũng đã lớn rồi ha. Lớn rồi.
Còn theo con, theo bản thân con nghĩ thì chắc là ông cũng là gọi là cái tâm nguyện cuối cùng trước khi gọi là về với cát bụi ha. À, đúng rồi. Để mà ông tọa nguyện ha. Tọa nguyện phải về báo hiếu cho cha nữa. Dạ. Chứ không bằng chị gái cứ giữ cha hoài à. Dạ. Đó cha ngủ với cô đó. Dạ. Cô chăm. Dạ dạ dạ. Dạ rồi thì con xin phép chào cô nhá. Dạ rồi em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị. Và em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Xin phép chào cô. Dạ. Cô chào Thành ha. Dạ dạ.